sao ra là sai sai không? Đúng không? Sai lại ha. Giữ lại em thỏ trong đây. Nhớ là khi ban đầu nó nhảy thì mình làm gì? Boost ha. Nhớ là mình hạn chế gì? Cầm vô cái bụng của thỏ nha, cầm cái tay thôi. Cầm vô bụng nhiều khi một số bạn cầm mạnh quá nó gì? Nó chết đó, tại vì cái ruột nó rất là gì? Mỏng. Tại cái ruột nó rất là bự nè. Mổ ra một cái nó gì? Nó tràn bụng lên, tràn ruột lên. Bự lắm, bự lắm ha. Thì đấy là nhớ đừng có động vô, nhất là mấy bạn có móng tay á. Ngồi cù cù khứa khứa mà ngồi nó chết queo. Sao? Đâu có rồi ha. Cái thứ hai đó là mình cắt sạch cái gì? Lông mi đi ha, cắt sạch đi, cắt sạch thế. Thứ ba đó là mình đo lần lượt cả hai mắt. Biết đo lần lượt không? Cái này sao lần lượt? Rồi, chút xíu nữa tôi chỉ cắt thêm lần lượt nha. Rồi, sau lần lượt cả hai mắt, sau đó mình sẽ nhỏ con mắt trái hai giọt atropine 1%. 1%, hàng này chính là đối kháng có dấu cảm nè. Được chưa? Sau đó mình đo lần lượt mỗi 5 phút một lần, được chưa? Rồi, trong 25 phút có nghĩa đo mấy lần? 5 lần. Đo 5 lần. Thì ở cái phút 25 á, chính là lần đo thứ 5 của cái mắt bên trái, thì mình đo luôn cái mắt bên gì? Bên phải. Tại vì sợ là nó có ảnh hưởng hay không. Ví dụ như nhỏ mắt bên trái thì mình phải ảnh hưởng không? Mình xem thử ha. Rồi, mình sẽ phút 25 mình đo lại lần thử cả hai mắt nè. Rồi, sau đó mình nhỏ con mắt gì? Vào cả hai mắt luôn. Đó là một giọt bilocarbin 2%. Thì thằng này chính là thuốc gì đấy? Đối kháng. Thằng này chính là thuốc cường khó giao cảm. Còn đằng trên là ức chế khó giao cảm ha. Rồi bắt đầu mình đo lại lần nữa sau mấy phút. 5 phút một lần trong vòng bao nhiêu? 30 phút. Rồi ghi nhận kết quả và số liệu. Nhớ chỗ này, theo dõi ngoài đồng tử ra thì mình nhớ phải theo dõi cả gì nữa, biểu hiện của con thỏ ha. Sau đó mình giải thích kết quả là hiện tượng. Rồi khi về thì nhớ nhỏ vô mắt phải của hai giọt atropin để nó cân bằng lại, được chưa? Nhớ nè, đo cái mắt con thỏ đâu phải hình tròn xoe thế này, được chưa? Mà nó hơi dẹp tí, vì thế là mình đo theo cái chiều nào thì các bạn đợt sau phải đo y theo chiều đó. Ví dụ đầu con thỏ đây ha, mắt như thế này thì mình nhớ là đo. Nếu đo thẳng đứng thì luôn luôn đo thế này, còn nếu mình ăn chéo thì luôn đo thế này ha. Chứ không phải là một bạn đo chéo, một bạn đo thẳng, một bạn đo thế này, được không? Đó là bị sai số liệu. Cái hai nữa là đo đồng tử thì nó cũng là một cái gì? Và chủ quan về cái gì? Về cái người đo thôi. Vì thế là nhớ một nhóm phải cử ra 2-3 người đo một lần, sau đó mình lấy kết quả chung trung bình, được không? Thì lúc đó mới khách quan, và lại mình đo là cái chủ quan của mình thôi. Ví dụ như tôi đo thì mấy chị cũng đo lại ha. Ví dụ nhờ đo cái tôi đo tôi đọc số thôi, nhưng mà thực ra mấy chị phải đo lại để mấy chị cộng số thôi mới được chia ra, chứ không ai đọc đúng được đâu ha. Tiếp theo mình nhỏ atropine vô, nếu như thuốc á, thì nó làm sao? Nó co, nếu là nó là co thì nó sẽ co một loạt đúng không? Nếu nó giãn loạt đúng không? Đó là đường thẳng trong gì? Trong lý thuyết hay người gọi là đường thẳng trong mơ. Còn mình thực tế thì làm gì? Lên xuống. Và trong lên xuống như vậy thì mình phải giải thích, hiểu không? Ví dụ như uống para vô là nếu mà thực tế thì nó sẽ sao? Giảm đau đúng không? Nhưng có số người uống vô thì đau bụng xong rồi đó rồi làm gì? Tăng đau, tăng một chút xíu nó giảm đau, cái bắt đầu hồi nữa nó lại tăng đau, cái chút xíu nó giảm đau. Đó là trường hợp thực tế thì mình phải xử lý. Còn trường hợp nó như mơ thì nó đẹp quá, uống vô cái giảm đau trên xuống ra là mình được thẳng. Thì đây cũng vậy, mình sử dụng thuốc atropine. Tôi nói luôn là tác dụng của nó là gì? Giãn đồng tử. Nhưng mà có phải lúc nào nó như mơ không? Có phải là nhỏ vô cái nó giãn đều trong vòng 2-5 phút không? Không, mà nó cứ tăng giảm như này. Vậy thì lúc đó mới cần anh chị gì? Giải thích. Không có cần cái gì giải thích. Nó cứ tăng giảm, nó không có phải là theo đều một đường thẳng tuyến tính ha. Nếu mà bạn nào ra được một đường thẳng tuyến tính thì cũng tốt thôi. Tại vì sao? Mấy gì không bị vướng gì trong quá trình gì? Thực hành. Còn nếu mấy chị bị vướng gì mà nó tặng trở thành cái đường dứt dắt thì mấy chị giải thích được. Được chưa? Rồi, còn mấy chị muốn hỏi về quá trình mình bán thuốc hay gì đó mà có liên quan gì câu hỏi thì có thể cứ đặt ha. Không biết thì tôi sẽ hỏi lại, còn nếu biết thì trả lời mấy chị. Được chưa? Rồi, thì bài hôm nay chỉ có trong vòng 30 phút thôi, 55 phút thôi là xong rồi, xong cái phần làm. 55 phút là từ khi nhỏ, còn mình còn cách rồi nhốt rồi thỏ này gì đó, nó khoảng 1 tiếng bao nhiêu đó thì làm xong cái đó bắt đầu tổng kết bài rồi mình gì? Mình nghỉ, được chưa? Rồi, bắt đầu mình làm đi.